trời mưa hai con cháu còn bụi lại ra tắm bơ nữa. Trời mưa là buổi trưa cho nên tắm nó rất là mát nha. Sáng giờ thì trời nắng nhiều lắm cho nên bây giờ mưa nè. Cậu ba với muội nè, tặng cho cậu ba với muội hai bộ đồ chơi nữa nè. Wow. À, đây mới mình mới đi chợ về mua cho hai cậu cháu hai bộ đồ chơi để dành tắm mưa. Quá ai đi phụ ra nha, muội ơi quay lại mặt lại đây con. Chứ từ đây nè, hai cậu cháu tới đây nè, không có đồ chơi mới. Cái đồ chơi mới nha, bạn muội là một cái bộ xúc cát hình cái xô. Còn cậu ba thì bộ chơi xúc cát hình chiếc cano. Em mừng bỏ vậy mọi. Cano, cano. Cano ơi, bọn cậu ba có cano chạy vô cái hồ nước chảy luôn nè. Cái cano của cậu ba đẹp quá. Coi chừng cho nước cậu ba ơi. Rồi, cậu ba thả cá vô đi cho bạn mỗi thích thôi đi bắt cá nè, thả cá vô hồ kìa. Quá trời cá luôn, cá cua rồi quá trời luôn. Tôm nữa kìa, cậu ba có thả tôm vô hồ rồi mọi ơi. Bạn mỗi thì tranh thủ dùng xô lấy nước để tưới cây hay sao á. Cái gì nó để kéo cái cano chạy. Bằng mũi đừng có cho nước vô cái xô, mà bằng mũi xách cái xô bằng mũi đi bắt cá bỏ vô. Mũi ai bắt cá bỏ vô xô. Mũi tưới cây. Wow. Bắt cá bỏ xô đi con. Rất là vui luôn. Cậu ba lấy xe máy xúc phụ xe cẩu lại phụ chở với mũi nha. Mũi bắt cá được nhiều lắm luôn á. Thì cậu ba ra khơi bắt cá luôn đây, bắt cá khỏi anh Thiền cậu ba. Mỗi chơi rất sâu luôn rồi, rất sâu vô hồ luôn. Giờ đâu? Ở mà nhưng mà nước ở đó không đủ đẩy thuyền nữa. Ai xuống mưa kìa cậu bác. Mưa nước rất là đầy luôn. Thả thuyền không mưa luôn, chạy cũng được. Chứ sao bằng muội nè muội ơi. Bằng muội phải đi bắt cá về cho má nó ăn trưa. Bằng muội có cái thùng nữa kìa. Muội có thùng tưới nhỏ xíu nữa. Lạnh nha, cậu ba chơi lạnh nha. Rồi bằng mỗi sách cano chạy luôn rồi. Mẹ ơi. Ơi. Cậu ba chơi kỳ quá vậy. Rồi bụi la đi, bụi chạy vô nhà luôn rồi. Bụi sợ, bụi chạy vô nhà. Trời mưa càng lúc càng to nha, càng ngày càng to ra. Nước chảy quá trời luôn. Cậu ba bơm nước cho con khủng long xịt mùi à. Mùi có cái thùng tưới kìa, mùi có thùng tưới kìa. Tưới đẹp quá không. Rồi mùi đợi mưa luôn, mùi đợi xuống hồ bắt cá đi con. Cậu ba lấy cái xô cho mùi bắt cá bỏ vô. Hôm nay bạn muội đi bắt cá nha. Bắt cá về chiều nấu bánh chua ăn, chiều cho bà ngoại nấu bánh chua cá ăn. Ôi bạn muội lội xuống luôn. Bạn muội lội xuống ao tèo bắt cá các bạn ơi. Ôi. Có con thằng lằn nữa kìa muội đó, muội bắt được con thằng lằn. Dưới 10 cá rồi có con thằng lằn. Ba con cá thiệt là bự luôn đâu muội. Muội mới bắt được xô á. Có con cá thiệt là bự luôn. Rồi bắt này cá rồi, cô tắm đi bắt cá về các bạn ơi. Bắt cá đầy xô chưa, bắt cá đầy xô chưa. Yeah, cái gì vậy mũi? Con gì nữa hả? Con này con gì? À, con chim bù nông. Con chim bù nông nó có cái miệng để nó kêu gắp cá nè. Con chim này nó cũng đi bắt cá nó ăn. Còn hai cá
bự dữ, con cá bự dữ, một cặp chìm bằng cá. Chìm bằng nào? Con mau luôn hả con? Con màu xanh lá cây. Rồi cậu ba lấy một xô nước làm gì cậu ba? Lá cây hả? Trời mưa mà cậu ba rất là xuyên các bạn ơi, cậu ba tưới cây vào ngày trời mưa. Cậu ba rất là xuyên, chăm chỉ. Ba, bà mũi bên cái xô nước làm gì mũi? Một xô cá luôn. Đỏ hết trơn. Ba, từ từ, đây có một bộ phay ném vòng dành cho hai cậu cháu. Để vô đây. Ờ đúng rồi. Con đang ở đâu? Ở dưới. Wow. Rồi ném vòng vô. Bồng bền ai ném vô mới hay, thả vô hồ á. Đúng rồi, lấy cái chồng ra chèm luôn hả? Chèm luôn hả? Không có nổi, ai ném vô mới được hay. Bà lấy nước làm gì mũi? Bắt cá bắt tôm để về nấu cơm ăn.
thấy là mỗi trong cái bộ tông này quá trời nè, hai ba con nè. Ném vòng, ném vòng, vòng còn hết mấy cái vòng đó hết rồi. Thôi bằng bụi mắc cá về hồ, bằng bụi thả ra các bạn ơi, nuôi ở đây rồi, nuôi nuôi cá, nuôi đống cá đây. Ha ha ha.